Xin chào các bạn đang xem video hướng dẫn học tiếng Hàn cùng với Hana. Hôm nay chúng ta sẽ học bài chính của sách Seoul 4A. Và bài chính của chúng ta có tựa đề là Hangukke Daejung Munhwa. Trước tiên xin mời các bạn cùng với Hana xem qua các từ vựng sẽ xuất hiện trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta cùng học ngữ pháp đầu tiên có công thức là tính từ động từ cộng với câu tên. Trước tiên xin mời các bạn cùng xem câu giải thích bằng tiếng Hàn. 후행철의 상황에 대한 조건이나 가정을 나타낼 때 사용한다. Vậy là chúng ta sử dụng cái công thức ngữ pháp này khi mà chúng ta muốn thể hiện một cái joken ha. Joken là điều kiện hoặc là một cái gachon, đưa ra một cái sự giả định. Đối với 후행철 상황 ha, đối với cái tình huống ở phía sau. Thì đối với công thức này trong tiếng Việt chúng ta cũng có thể dịch là nếu chấm 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 thì ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem các câu ví dụ trong sách nè các bạn. 무슨 일이 있거든 먼저 엄마한테 연락해야 한다. 알겠지? Nếu có chuyện gì xảy ra đó thì trước tiên là phải liên lạc với mẹ. 알겠지? Con biết chứ. 네, 그러게요. Con sẽ làm thế mà. 걱정하지 마세요. Mẹ đừng có lo. Câu kế tiếp. 콘서트 소식을 듣거든 저한테도 알려주세요. Nếu mà bạn nghe tin tức về buổi concert á, thì cũng hãy cho tôi biết luôn nha. 네, 소식을 듣자마자 바로 알려드릴게요. Vâng, 소식 듣자마자 mình ngừng đây ha. Ngay sau khi nghe được tin tức thì tôi sẽ 알려드릴게요. Tôi sẽ cho bạn biết ngay. Vậy đối với cái công thức ngữ pháp này chúng ta có một cái đặc trưng của nó. Các bạn cùng xem qua câu giải thích bằng tiếng Hàn kế tiếp ha. 후행철에는 명령이나 권유를 나타내는 의세요, 의를까요와 같은 표현이 쓴다. Thì đối với cái loại công thức này á, thì ở cái vết sau ha, thường người ta sẽ dùng là mệnh nhân là những cái câu mệnh lệnh hoặc là khuynh-yu, câu đề nghị như là 의세요 hoặc là 의를까요. Bây giờ chúng ta cùng làm bài tập luyện dịch từ Hàn sang Việt nha các bạn. Câu số 1 nè. 옷이 맞지 않거든 언제든지 바꾸러 오세요. Rồi chúng ta ngưng ở cotton chúng ta dịch ha. Nếu mà quần áo không có 맞지 않거든 ha, không có vừa thì 언제든지 바꾸러 오세요. Thì bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể, bạn hãy tới để đổi đi. Câu thứ 2. 바쁜 일이 생기거든 연락은 주십시오. Rồi thì mình có là 바쁜 일이 생기거든 ha. Nếu có việc bận xảy ra, nếu có việc bận xuất hiện á, thì 연락을 주십시오. Vui lòng hãy liên lạc. Câu thứ 3. 한국에 가거든 꼭 김치를 먹어보도록 하세요. 한국에 가거든 chúng ta ngưng đây ha. Thì là nếu mà bạn đi Hàn Quốc á, thì quốc kimchi를 먹어보도록 하세요 ha. Thì bạn hãy cố gắng ăn thử kimchi nha. Nhất định ăn thử kimchi nha. Câu thứ 4. 그 사람이 오거든 그때 출발하세요. Rồi, nếu mà người đó tới ha, thì 그때 lúc đó 출발하세요. Lúc đó hãy xuất phát. Câu số 5. 친구를 만나거든 제인사를 전해주세요. Rồi, có nghĩa là 친구를 만나거든 chúng ta ngưng đây ha. Nếu mà gặp người bạn á, thì 제인사를 전해주세요. Vui lòng hãy chuyển lời chào hỏi của tôi nhé. Câu số 6 các bạn ha. Nếu mà có vấn đề xảy ra đó thì hãy liên lạc với giáo viên. Rồi chúng ta làm với nào nè. Nếu có vấn đề xảy ra là 문제가 생기거든. 문제가 생기거든. Hãy liên lạc với giáo viên. Vậy là 선생님께 연락하세요. 선생님께 연락하세요. Câu số 7. Nếu mẹ trở về thì hãy chuyển bức thư này. Rồi chúng ta làm phép đầu ha. Nếu mẹ trở về vậy là 어머니가 돌아오시거든. 어머니가 돌아오시거든. Hãy chuyển bức thư này. Vậy là 이 편지를 전해드리세요. 이 편지를 전해드리세요. Câu số 8. Nếu cửa lớp học bị khóa đó thì hãy gọi điện cho chú bảo vệ. Rồi chúng ta có với đầu là cửa lớp học nếu bị khóa ha. Vậy là 교실 문이 잠겨 있거든.
Khoshil Muni Chấm Gai Gót Tinh. Hãy gọi điện cho chú bảo vệ. Rồi, chúng ta sẽ làm là Khang Bi A Cho Si E Ke Chân Nô Ha Seo. Khang Bi A Cho Si E Ke Chân Nô Ha Seo. Câu số 9. Nếu ban đêm á, liên tục mà không ngủ được á, thì hãy thử nghe nhạc đi. Rồi chúng ta làm vế đầu ha. Ban đêm là ban mê. Liên tục không ngủ được thì là 계속 잠이 안 오거든. Ban mê 계속 잠이 안 오거든. Hãy thử nghe nhạc đi. Vậy là 음악을 들어보세요. 음악을 들어보세요. Câu số 10 ha. Công việc mà đang làm, nếu mà nó không phù hợp với sở trường của bạn đó, thì hãy tìm công việc khác đi. Rồi chúng ta có cái cụm là phù hợp với sở trường là chọc xong nghe mặt tà ha. Rồi vậy chúng ta làm cái vế đầu tiên nè. Công việc đang làm, nếu không hợp với sở trường, chúng ta sẽ làm là 하고 있는 일이 적성에 안 맞거든. 하고 있는 일이 적성에 안 맞거든. Hãy thử tìm công việc khác. Vậy là 다른 일을 찾아보세요. 다른 일을 찾아보세요. Bây giờ chúng ta cùng bước sang ngữ pháp thứ hai, có công thức là tính từ động từ còn attaramyeon ha. Rồi chúng ta cùng xem câu giải thích bằng tiếng Hàn. 과거의 사실과는 다른 내용의 일이나 상황을 가정해보는 뜻을 나타낼 때 사용한다. Là chúng ta sử dụng cái công thức ngữ pháp này ha. Khi mà chúng ta tisul nataneta ha, chúng ta thể hiện cái ý là, rồi kachong hebunen, thể hiện cái ý là thử đưa ra sự giả định ha. Thử đưa ra sự giả định về cái gì? Thứ nhất nè, thứ nhất là irina sanghwang, thứ nhất là một cái việc nào đó, hoặc là sanghwang, một cái tình huống nào đó. Mà hai cái này nó như thế nào? Thảo định nội dung, nó có nội dung khác với khoa coi xa xin ha. Nó khác với sự thật ở trong quá khứ. Vậy thì cái đặc trưng của công thức ngữ pháp này thực ra là nó sẽ nhắm vào thể hiện hai cái. Thứ nhất là à suy âm ha, là sự tiếc nuối. Và cái thứ hai là thả hen sư đô âm, đó là cảm thấy may mắn ha. Vì cái nội dung phía trước nó đã không được thực hiện. Thì đối với công thức ngữ pháp này chúng ta có thể dịch là nếu gì đó chấm 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 thì có lẽ đã ha, thì có lẽ đã. Rồi, để hiểu hơn về cái công thức ngữ pháp này á, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào các câu ví dụ trong sách nha các bạn. Câu đầu tiên nha các bạn. 조금만 더 늦었더라면 이 행기를 놓칠 뻔했어. Rồi chúng ta ngưng cái chỗ 더라면 ha. Nếu mà chúng ta 조금만 더 ha, trễ thêm chút xíu nữa thôi thì 이 행기를 놓칠 뻔했어. Thì suýt chút nữa là bỏ lỡ chuyến bay rồi ha. Rồi, câu về nè. 그래, 지금 도착해서 다행이야. Đúng rồi đó, 지금 도착해서. Vì bây giờ chúng ta tới nơi rồi, cho nên là 다행이야. Cho nên may quá. Thì câu này là thể hiện nè, 다행스러움, thể hiện sự may mắn, cảm thấy may mắn ha các bạn. Câu thứ hai nè. 우리가 10분만 일찍 도착했더라면 지금 시작하는 영화를 볼 수 있었는데. Chúng ta nếu mà chúng ta ha, 도착 tới sớm hơn khoảng 10 phút thôi thì 지금 시작하는 영화를 볼 수 있었는데 thì có lẽ là đã xem được cái bộ phim đang bắt đầu bây giờ rồi. 할 수 없지. Biết sao giờ? 다음 영화표를 사자. Thôi bây giờ chúng ta hãy cùng mua vé của bộ phim tiếp theo đi. Rồi bây giờ chúng ta cùng làm bài tập luyện dịch từ câu số 1 đến câu số 5 là hàng sang Việt các bạn ha. Câu số 1 nè. 서두르지 않았더라면 실수를 하지 않았을 거예요. Sotoru ta là vội vã ha. Nếu mà chúng ta đã không vội vã thì 실수를 하지 않았을 거예요 thì có lẽ là đã không mắc lỗi rồi. Câu số 2. 그분의 도움이 없었더라면 공부를 계속 할 수 없었을지도 몰라. Rồi chúng ta ngưng ở 더라면 ha. Nếu mà không có sự giúp đỡ của người, của vị đó đó thì có lẽ cũng không biết chừng, có lẽ tôi cũng không thể tiếp tục việc học rồi. Câu thứ 3. 나한테 시간이 5분만 더 있었더라면. Chúng ta ngưng đây, chúng ta dịch liền ha. Nếu mà tôi ha, có chỉ cần thêm 5 phút nữa thôi ha, 5 phút thời gian nữa thôi thì 그 문제를 풀 수 있었을 거예요. Thì có lẽ đã giải được cái câu đó rồi, cái vấn đề đó rồi.
câu số 4. 어제 밖에서 오랫동안 놀지 않았더라면 감기에 안 걸렸을 텐데. 어제 밖에서 오랫동안 놀지 않았더라면 ngừng đây ha, nghĩa là hôm qua nếu mà không chơi ở bên ngoài lâu á thì cảm giác an cholesterol tên tê thì có lẽ đã không bị cảm rồi. Câu số 5. 그 사람의 말을 들었더라면 ha. Nếu mà đã nghe lời người đó đó thì 이런 실수를 하지 않았을 거야. Thì có lẽ đã không mắc những cái lỗi như thế này. Câu số 6 các bạn ha. Nếu mà chúng ta bỏ thêm một ít kim chi nữa thôi ha, thì có lẽ là cái món kim chi jjigae có lẽ đã hoàn thiện hơn rồi, đã tuyệt vời hơn rồi. Rồi chúng ta làm cái vế đâu nè. Chỉ cần bỏ thêm một chút kim chi thôi, vậy là kim chi đến chút cơm thó nó ottaramyeon. Kim chi đến chút cơm thó nó ottaramyeon. Có lẽ là món kim chi jjigae của chúng ta đã tuyệt vời lắm rồi. Vậy là kim chi jjigae có hoàn bóc hết sức có cách thèo. Kim chi jjigae có hoàn bóc hết sức có cách thèo. Câu số 7. Nếu mà cái màu sắc chỉ cần nó sáng hơn chút xíu thôi thì có lẽ là cái đánh giá đối với cái áo mà tôi đã thiết kế có lẽ đã tốt hơn rồi. Vậy chúng ta sẽ làm với đâu ha? Vậy là chỉ cần cái màu sắc nó sáng hơn chút xíu thôi thì mình sẽ làm là 색깔만 좀 밝았더라면. 색깔만 좀 밝았더라면. Rồi kể tiếp cái phần đánh giá về cái áo mà tôi đã thiết kế có lẽ đã tốt hơn rồi. Vậy là 제가 디자인한 옷에 대한 평가가, chủ ngữ chúng ta ha, 제가 디자인한 옷에 대한 평가가 có lẽ đã tốt rồi. 좋았을 텐데요. 좋았을 텐데요. Câu số 8. Nếu mà tôi phát biểu lớn tiếng hơn chút xíu thì có lẽ đã tốt hơn rồi. Rồi chúng ta làm cái đầu. Nếu mà đã phát biểu lớn tiếng hơn chút xíu ha, vậy là 조금 더 큰 소리로 발표했더라면. 조금 더 큰 소리로 발표했더라면. Có lẽ đã tốt hơn rồi, vậy là 좋았을 텐데요. 좋았을 텐데요. Câu số 9 ha. Nếu mà tôi nghe được cái tin tức rằng tổng thống đã tới trường của chúng ta thì có lẽ tôi cũng đã tới xem rồi. Rồi chúng ta làm cái vế đầu ha. Vế đầu chúng ta có tổng thống là Thê Thôn Nhân các bạn ha. Rồi chúng ta làm vế đầu nè. Nếu mà tôi cũng đã nghe được cái tin tức rằng tổng thống đã đến trường chúng ta hôm qua thì chúng ta sẽ làm là Thê Thôn Nhân gì? 어제 우리 학교에 왔다는 소식을 들었더라면. 대통령이 어제 우리 학교에 왔다는 소식을 들었더라면. Thì có lẽ tôi cũng đã đi tới xem rồi. Vậy là 나도 보러 갔을 텐데요. 나도 보러 갔을 텐데요. Câu số 10 ha. Nếu mà tôi đã biết được cái tin tức rằng bán hàng sale đặc biệt cái mỹ phẩm đó thì có lẽ hôm qua tôi cũng đã mua rồi. Rồi bây giờ chúng ta làm cái vế đầu tiên ha. Nếu mà tôi đã biết được tin tức rằng ha, đó là câu dẫn, sẽ bán sale đặc biệt cái mỹ phẩm đó, vậy là 그 화장품을 특별 세일을 한다는 소식을 알았더라면. 그 화장품을 특별 세일을 한다는 소식을 알았더라면. Thì có lẽ là hôm qua tôi cũng đã mua rồi. Vậy là 어제 샀을 텐데요. 어제 샀을 텐데요. Rồi bây giờ chúng ta cùng bước sang phần Maraki. Đây là cuộc hội thoại giữa Hien và Mariko. Chúng ta cùng bắt đầu nha các bạn. 저 어제 이춘 봤어요. Hôm qua tôi đã thấy anh 이춘 nè. Nè, 가수 이춘은요? Hả? Bạn nói là ca sĩ 이춘 hả? 어디에서요? Ở đâu vậy? 어제 K-pop 콘서트에 갔다 왔거든요. Bởi vì hôm qua tôi mới đi đến cái buổi concert K-pop về nè. Wow, có cái khách quần nhô. Wow, thì đó là bạn đã đi đến đó. 직접 보니까 어때요? Bạn trực tiếp, bạn thấy, bạn nhìn thấy, bạn thấy như sao? 방송으로 보는 것보다 훨씬 멋있어요.
방송으로 보는 것보다 chúng ta ngừng đi ha. So với thấy trên phát sóng, thấy trên truyền hình thì 훨씬 멋있어요. Thì ngầu hơn hẳn phải không? 그러면 tất nhiên rồi. 정말 꿈만 같았어요. Y như mơ vậy đó. Thật sự y như mơ vậy đó. 공연 끝나고 나서 산도 봤다는데요. Rồi chúng ta có là 공연 끝나고 나서 sau khi kết thúc buổi công diễn á, thì say là chữ ký các bạn ha. Thì tôi cũng đã nhận được luôn chữ ký. 직접 만난 거예요. Bạn trực tiếp gặp hả? 네, 같이 사진도 찍었어요. Vâng, đúng rồi. Với lại là còn chụp hình chung nữa. 나도 갔더라면 좋았을 텐데. À, nếu mà tôi cũng đã đi thì đã hay biết mấy rồi. 공연은 어땠어요? Buổi công diễn như thế nào rồi? 정말 최고였어요. Thật sự là tuyệt vời. 관객들이 모두 일어나서 다 같이 노래를 따라 불렀어요. À, tất cả 관객 là quan khách các bạn ha. Tất cả quan khách thì sao? 일어나서 cùng đứng dậy và 다 같이 노래를 따라 불렀어요. Và cùng hát theo bài hát. 부러워요. Tôi ganh tị quá. 다음에 그런 기회가 생기거든. À, 다음에 ha, lần sau nếu mà 그런 기회가 생기거든. Nếu mà có những cái cơ hội như thế này á thì 꼭 저한테 또 알려줘요. Thì bạn nhất định là cũng hãy cho tôi biết nha. Bây giờ chúng ta cùng bước sang ngữ pháp thứ ba có công thức là tính từ động từ cộng với miêm hoặc là các bạn ha. Đây là đuôi từ kết thúc câu. Chúng ta cùng xem câu giải bằng tiếng Hàn nha. 어떤 사실을 기록하거나 서면으로 알릴 때 사용한다. Vậy là chúng ta sử dụng cái đuôi từ này á. Khi mà chúng ta 어떤 사실을 기록하, thứ nhất là chúng ta ghi chép một cái sự thật nào đó, hoặc là 서면으로 알리다 ha, hoặc là chúng ta thông báo, chúng ta cho biết bằng cái phương tiện là 서면. 서면 là tài liệu. Đây là một loại của kiểu văn thông báo các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem các câu ví dụ trong sách. 이곳은 안개가 자주 끼기 때문에 교통사고가 자주 발생함. Mình có 발생하다 thì nó sẽ không có bắt chim, cho nên nó sẽ 하다 sẽ biến thành 함 ha, 발생함. Thì là cái nơi này thì 안개가 자주 끼기 때문에, bởi vì sương mù thường xuyên giăng, thường xuyên kéo đến, cho nên là 교통사고가 자주 발생하다 ha, 교통사고가 자주 발생함, cho nên là tai nạn giao thông thường xuyên phát sinh, thường xuyên xảy ra. Câu thứ hai, 시험 기간에는 관계자 외에는 이 사무실에 들어오지 못함 ha, 못하다. Bây giờ mình sẽ biến thành 못함. Rồi chúng ta sẽ dịch nè. 시험 기간에는, trong giờ thi cử thì 관계자 외에는, ngoài những người có liên quan thì 이 사무실에 들어오지 못함, thì không được vào ha, không được bước vào văn phòng này. Câu thứ ba, 대학 졸업 후 50여 개국을 여행하면서 작품 활동 중임. Rồi, chúng ta có là 대학 졸업 후 ha, sau khi tốt nghiệp đại học thì sao? 50여 개국을 여행하면서, vừa đi du lịch ha, khoảng 50 quốc gia ha. Đồng thời sao? 작품 활동 중임, đồng thời là đang có những hoạt động đối với tác phẩm. Rồi thì chúng ta sẽ bước sang bài tập luyện dịch để có thể tìm hiểu rõ hơn về cái lại văn thông báo này. Câu đầu tiên nha các bạn. 오전 10시에 110호에서 회가 있음 ha. 있다 sẽ biến thành 있음. Thì là 오전 10시에 ha, 10 giờ sáng. Rồi 110호에서 회가 있음, có cuộc họp ở phòng số 110. Câu thứ hai. 스티븐 씨가 두 번 전화했고 다시 연락한다고 함 ha. 하다 sẽ biến thành 함. Rồi, vậy là Steven thì 두 번 전화했고, đã gọi điện hai lần rồi. Và gì nữa? 다시 연락한다고 함, và nói rằng liên lạc lại ha. Câu số 3. 공사 때문에 당분간 가게 영업을 하지 않음 ha. 하지 않다. Bây giờ có bắt chip thì mình sẽ biến thành 하지 않음. Rồi, vậy là 공사 때문에, vì sửa chữa ha, vì thi công sửa chữa, cho nên là 당분간 tạm thời 가게 영업을 하지 않음, không có kinh doanh cửa hàng. Câu số 4. 변경된 시간을 확인하기 바람. 바라다 ha, không có bắt chim, sẽ biến thành 바람. Rồi đây mình có nè. 변경된 시간 ha, thời gian cuộc họp mà 변경된 ta đã bị thay đổi á, thì các bạn vui lòng 확인하기 바람 ha, vui lòng kiểm tra. Rồi vậy là có nghĩa là
Các bạn vui lòng kiểm tra thời gian cuộc họp đã được thay đổi. Câu số 5. 오늘 수업은 태형 강의실에서 진행됨. 진행되다. Không có bắt chim mình biến thành 진행됨. Rồi, 오늘 수업은 giờ học hôm nay thì 진행 ha. Được tiến hành tại 태형 강의실. Tiến hành tại cái lớp học 태형, lớp học lớn. Rồi, chúng ta làm câu số 6 nè. Vì bận cho nên tôi đi trước. Rồi, chúng ta làm bài đầu. Vì bận là 바빠서 đi trước ha. Thì mình có mệnh cho kata. Kata không có bắt chim, vì mình biến nó thành kham ha. Vậy là 바빠서 먼저 kham. 바빠서 먼저 kham. Câu thứ 7 ha. Ở trong tủ lạnh á, thì đã mua sẵn trái cây. Rồi, bây giờ mình có là trong tủ lạnh là 냉장고 안에 ha. Rồi, đã mua sẵn trái cây rồi. Vậy là 과일 사다 놓았음 ha. 과일 사다 놓았음. Câu số 8. Tháng sau á, thì mở cái liên hoan phim quốc tế tại Busan. Rồi chúng ta có bị động là được mở nè, vậy là giận liêu ta, không có bắt chim. Một lát nữa thì chúng ta sẽ làm là giận liêm ha. Liên hoan phim quốc tế là khúc chê giận hoa chê. Rồi chúng ta sẽ làm vậy là tháng sau ha, vậy là thầm ta đấy. Busan에서 khúc chê giận hoa chê가 열림. Thầm ta đấy, Busan에서 khúc chê giận hoa chê가 열림. Câu số 9. Diễn viên đó đã đảm nhận nhân vật chính trong tác phẩm mới. Rồi, chúng ta có đảm nhận vai trò hoặc đảm nhận một cái vai diễn nào đó là giọt gơ ha, mặt tà. Rồi, mặt tà thì nó có bắt chim, thì một lát nữa chúng ta sẽ biến thành mặt thâm. Rồi, chúng ta sẽ làm là cứ bèo nên sao đơn chắc phân mẹ so ha. Trong cái tác phẩm mới, cứ bèo nên sao đơn chắc phân mẹ so đã đảm nhận vai chính, vậy là chuyên quân giọt gơ mặt thâm. Chuyên ngôn giọt cứt mặt thâm. Câu số 10 ha. Ca sĩ mới đã nhận được sự yêu mến tại Nhật Bản. Rồi chúng ta có ca sĩ mới là 신인 가수가 일본에서 인기를 얻음 ha. Thì chúng ta có 인기를 얻다, có bắt chim sẽ biến thành 얻음. Chúng ta làm lại nè. Thì là 신인 가수가 일본에서 인기를 얻음. Bây giờ chúng ta cùng bước sang ngữ pháp thứ tư, có công thức là tính từ in hoặc niên tích tha tà. Động từ thì mình cộng với nên tích tha tà. Chúng ta cùng xem câu giải thích bằng tiếng Hàn. 어떤 사실이나 상황에 대해 추측할 때 사용한다. Là chúng ta sử dụng cái công thức ngữ pháp này ha, khi mà chúng ta추측 ha. 추측 có nghĩa là phán đoán ha. Đưa ra một cái phán đoán về 어떤 사실이나 상황, một cái sự thật hoặc là một cái tình huống nào đó. Vậy thật ra công thức này nó cũng giống với ba cái công thức mà trước đây chúng ta đã từng học nè. Thứ nhất là có cách ta ha, dường như hình như. Kế tiếp là chúng ta học in, nếu tính từ là in nien kabuta, động từ là nabuta ha. Và cái thứ ba, cái gần nhất chúng ta đã từng học là mùa giang y ta. Thì đối với bốn công thức này ha, bởi vì mình nhìn một cái sự việc nào đó xong mình đưa ra phán đoán, cho nên chúng ta đều có thể dịch là hình như, dường như. Rồi ở trong cái tiêu đề của cái ngữ pháp này, các bạn thấy cái trường hợp của động từ á, thì người ta chỉ ghi là động từ cộng với nên tích tha tà ha. Nhưng mà động từ thì luôn luôn sẽ có ba thì. Ví dụ chúng ta lấy cái động từ ha tà đi ha. Nếu mà quá khứ thì chúng ta sẽ biến thành han tích tha tà. Còn nếu mà hiện tại là mới là han nên tích tha tà. Và nếu là tương lai thì chúng ta sẽ biến nó thành han tích tha tà. Rồi bây giờ tiên chúng ta cùng xem các ví dụ ở trong sách để chúng ta hiểu rõ nè các bạn. Câu đầu tiên ha. 마리코 씨는 요즘 회사 일 때문에 스트레스가 많은 듯해요 ha. 많은 듯하다. Rồi, chúng ta sẽ ngừng ở chỗ 때문에 ha. 마리코 á thì dạo này vì việc của công ty cho nên là dường như ha, hình như 스트레스가 많다. Đây là tính từ ha. Hình như dường như là stress dữ lắm. Câu thứ hai. 어머니가 주무시는 듯해서. Rồi chúng ta ngưng đây, chúng ta dịch liền ha. Rồi 주무시다 ha, vậy là hình như mẹ đang ngủ, cho nên là 조용히 준비를 하고 학교에 갔다. Cho nên là tôi chuẩn bị rất là yên tĩnh, rất là nhẹ nhàng, rồi 학교에 갔다, rồi tôi đi học. Câu thứ ba. 이 작가는 내년에 새로운 작품을 가지고 귀국할 듯하다. Nè các bạn thấy nè, khi quốc hành ha, đây là thì tương lai ha, dường như sẽ ha. Rồi chúng ta sẽ quay lại khúc đầu chúng ta dịch nè, vậy là y chắc nên ha, cái tác giả này nè nhân nè
vào năm sau thì sẽ luôn chắc thương mến khả chứ cô ha, sẽ có những cái tác phẩm mới và dường như là khi quốc hành tiếp theo, khi quốc hành tiếp theo ta dường như là sẽ trở về nước. Rồi bây giờ chúng ta cùng bước sang bài tập luyện dịch câu đầu tiên nha các bạn. 수술을 시작한 지 다섯 시간이 지났는데도 rồi chúng ta ngừng, chúng ta dịch liền ha. Thì là 수술 là phẫu thuật ha. Phẫu thuật đã qua 5 tiếng rồi ha. 지났는데 다섯 시간이 지났는데도 안 끝나는 걸 보니 là chúng ta ngừng đây, chúng ta dịch ha. À, nhưng mà thấy sao? 안 끝나다 thấy là chưa có kết thúc. Cho nên 수술이 어려운 뜻해요. Cho nên hình như là cái cuộc phẫu thuật này nó oropta ha, nó có vẻ khó khăn, nó hơi khó khăn. Câu thứ hai, 그 가수를 부르고 수많은 사람들이 모인 걸 보면, rồi chúng ta ngừng đây, chúng ta dịch nè, nhìn thấy việc ha, nếu nhìn thấy việc, 수많다 là vô số, rồi 수많은 사람들이 vô số người, tức là rất rất nhiều người, 모인 걸 ha, nhìn thấy việc, vô số người tập trung lại để làm gì nè, 그 가수를 부르고 để xem cái ca sĩ đó. Hiện ra cứ ca sĩ nghe cái thẻ tan hăng tiếp theo thì hình như là dường như là cái sự yêu mến ha, sự yêu thích của ca sĩ đó rất là thẻ tan hăng ta, rất là to lớn, rất là tuyệt vời. Câu số 3, muốn thu tựa tổ à một thẻ tắp bì ổng nên gọi bùn đi đó, cái gì mà có nên gọi bùn đi thì các bạn ngưng chỗ đó, các bạn dịch ha. Rồi chúng ta quay lại khúc đầu, chúng ta dịch nè, muốn thu tựa tổ vậy là dù có gõ cửa ha, thu tựa đi ta, nhưng mà nhìn thấy việc sao ảo mô thê tắp bi ọc ta ha, nhìn thấy việc là không có bất kỳ trả lời nào hết. Cho nên chinh ngô gá kịp bi trả nên tích theo, thì lúc này nè động từ cộng với nên tích theo thì hiện tại ha, cho nên hình như là đứa bạn á nó ra nó đang ngủ rất là say, rất là sâu. Câu số 4, piano chinen gol turuni, rồi chúng ta ngưng ha, nghe ha, nghe chơi piano, nghe cái việc chơi piano. Rồi sao nữa? Giờ super chẳng nhớ ảnh han tích theo. Các bạn thấy có chỗ này là quá khứ nè. Ảnh han ha. Ảnh han tích theo. Cho nên hình như là hoàn toàn không có luyện tập gì hết. Câu số 5. Chế kêu sĩ ế kê ồ nên mùi mê và thật lạc của hết chì mà. Chúng ta ngưng đây, chúng ta dịch ha. Vậy là tôi đã nhờ ha. Chế kêu. Tôi đã nhờ chế kêu là hôm nay tới buổi gặp mặt. Nhưng mà sao? Ama papa so motol tức theo. Ở đó nó có tiếng âm á, cho nên mình sẽ đọc là motol ha. Rồi ở đây các bạn thấy là tương lai nè, ul ha, nó có đi ơn. Vậy là nhưng mà ama papa so có lẽ vì bận cho nên dường như là sẽ không tới được. Câu số 6 các bạn ha. Rồi nhìn thấy cái nét mặt của những cái người mà coi xong rồi đi ra đó, hình như là không được như mong đợi. Rồi chúng ta có nét mặt là pyo chân ha, pyo chân. Rồi chúng ta sẽ làm vế đầu là nhìn thấy cái nét mặt của những người coi xong rồi đi ra. Chúng ta sẽ làm vế này là 보고 나오는 사람들 표정을 보니, 보고 나오는 사람들 표정을 보니, hình như là đã không được như mong đợi ha. Rồi vậy là 기대만 못한 듯해요, 기대만 못한 듯해요. Câu số 7, tôi đã cho mẹ nghe nhưng mà dường như là mẹ không hiểu, cho nên là mẹ cứ nhìn tôi chằm chằm. Rồi chúng ta làm bắt đầu ha, cho mẹ nghe, rồi dường như là mẹ không hiểu được. Rồi chúng ta làm vế đó chứ ha. Rồi vậy là 어머니께 들었더니 ha, cho nghe ha, động từ sai khiến 들리다 các bạn ha. Vậy là 어머니께 들었더니, rồi dường như không hiểu được, vậy là 이해가 안 된 듯해서, 이해가 안 된 듯해서. Cho nên mẹ cứ nhìn tôi chằm chằm, vậy là 저를 계속 쳐다보셨어요, 저를 계속 쳐다보셨어요. Chúng ta làm lại nha, 어머니께 들었더니 이해가 안 된 듯해서 저를 계속 쳐다보셨어요. Câu số 8 nha các bạn. Rồi vì đây là quyển sách tiểu thuyết mà tác giả nổi tiếng đã viết ha, cho nên so với những cái quyển tiểu thuyết thông thường á thì dường như giá nó mắc hơn. Rồi vậy thì chúng ta làm cái vế đầu tiên nè, vì đây là cái quyển sách tiểu thuyết mà tác giả nổi tiếng đã viết ha. Rồi chúng ta sẽ làm là 유명한 작가가 쓴 소설책이라서,
유명한 작가가 신소설 책이라서 rồi so với những cái quyển tiểu thuyết thông thường vậy là 보통 소설에 비해서 보통 소설에 비해서 giá dường như mắc hơn rồi vậy là 비싸다 là tính từ ha vậy nó sẽ biến thành 값이 비싼 듯해요 값이 비싼 듯해요 Câu số 9 Nhìn thấy không có ăn trưa nè và cứ ngồi như vậy dường như là có lo lắng gì đó. Rồi chúng ta làm bắt đầu ha. Nhìn thấy cái việc thứ nhất là không ăn trưa và thứ hai là cứ ngồi như thế thì chúng ta sẽ làm là 점심도 안 먹고 저렇게 앉아 있는 걸 보니 점심도 안 먹고 저렇게 앉아 있는 걸 보니 hình như là có lo lắng gì đó thì là 무슨 걱정이 있는 듯해요. 무슨 걱정이 있는 듯해요. Câu số 10 các bạn ha. Nhìn thấy cái nét mặt của bác sĩ, hình như kết quả phẫu thuật không được tốt. Rồi chúng ta làm cái vế đầu là nhìn nét mặt của bác sĩ ha, vậy là 의사 선생님의 표정을 보니 의사 선생님의 표정을 보니 hình như là kết quả phẫu thuật không có được tốt, vậy là 수술 결과가 좋지 않은 듯해요. 수술 결과가 좋지 않은 듯해요. Bây giờ chúng ta cùng bước sang phần il của Maraki. Nhân vật đầu tiên của chúng ta là Kang Ji-hun. Rồi, ở đây các bạn thấy từ Kasu là ca sĩ, Dẫn Hoa P.U. là diễn viên phim điện ảnh ha. Không có quá nhiều từ mới. Na-i là tuổi tác nè, 27 tuổi, Shin-je ha. Shin-je là cơ thể, thân thể, 1m85, 74kg. Taipei ha, Taipei là ngày ra mắt. Là lần thứ nhất là năm 2008 ha. Album thứ nhất có tựa đề là Chassarang. Tình yêu đầu tiên. Rồi, Jimmy, sở thích của anh này là dọn hoa cắm răng, xem phim nè. Shinban sưu chip, có Shinban là giày dép ha. Sưu chip là sưu tầm giày dép nè. Belmong ha, biệt danh của anh này là Khang Achi, cho con. Rồi, son khóc, tính tình thì son chích khá cố và chắc cực chắc kia ta. Thứ nhất là son chích là thẳng thắn và rất là tích cực. Kế tiếp, y sang nhân, mẫu hình, mỗi người lý tưởng của ảnh là chắc khá cố ha, là hiền lành và echo mạnh nên dõi cha. Những cô gái mà duyên dáng, dễ thương, hay nhõng nhẽo, hay nũng nịu các bạn ha. Rồi kế tiếp là Chua U Myeong ha. Chua U Myeong là câu châm ngôn. Câu châm ngôn của anh này là Hăng sang nỗ lực hạch cha. Luôn luôn cùng nỗ lực. Rồi kế tiếp Merak Point ha. Merak là sự thu hút. Point cái điểm. Cái điểm thu hút của anh này là Khinh su đi đô si won ha ke usum. Vậy là ảnh cười. Khinh su đi đô. Ảnh cười với cái giọng rất là lớn. Nhưng mà si won ha ke rất là thoải mái ha. Rồi, khăn hu kế hoạch. Khăn hu là về sau, kế hoạch là kế hoạch. Là kế hoạch sắp tới, kế hoạch trong tương lai thì ore mare, ite han tích tham. Vậy là ore mare là cuối năm nay. Có lẽ dường như là ite ha, sẽ nhập ngũ. Rồi, bây giờ chúng ta cùng bước sang nhân vật thứ hai ha. Cô này tên là Park Yu In ha. Rồi, cô này là Scenario Chaka ha. Scenario là kịch bản phim, vậy là tác giả viết kịch bản phim. Na-i, tuổi tác của cổ là 59 tuổi. Rồi, bu chát chip mặn nè tao lô theo na khuya kê chà rách chì mặt. Chúng ta ngưng đây, chúng ta dịch ha. Vậy là sao? Theo na ha. Cô này cổ sinh ra là mặn nè tao. Cổ sinh ra là người con gái Úc trong gia đình bu chát chip, trong gia đình giàu có ha. Rồi sao nữa? Khuya kê chà rách chì mặt. Rồi cổ lớn lên rất được khuy là quý ha. Rất được quý trọng, rất được yêu thương. Nhưng rồi sao? Quê tè bò chì sóp kì xin phê sao? Rồi chúng ta ngưng đây chúng ta dịch ha. Quê tè tức là cô tân hắc cơ và y hăng nhân tức là lớp 11 ha. Khi mà lớp 11 thì bò chì sóp ha, sự nghiệp của ba cô này thì xin phê thất bại. Cho nên là cô tân hắc cơ chủ đắp phù. Cho nên là sau khi mà cô tốt nghiệp cấp 3 thì bà rô xa hoa sang hoa đê si chắc ha. Thì cô bắt đầu có những cái hoạt động xã hội luôn. Khư ha, sau đó thì ô nhân gan bọn nhóc chẳng sa tưng giờ ra chi đến hai miền sa. Sau đó thì trong ô nhân gan tức là ô nhân tuân an ha, trong suốt 5 năm thì có giờ ra chi đến hai miền sa ha, có đã làm rất là nhiều việc như là bọn nhóc nè, biên dịch nè, chẳng sa nè, buôn bán nè, tưng vân vân. Rồi đồng thời sao nữa, giờ gan thác kêu đến chỗ đắp ham và cổ cũng đã tốt nghiệp trường đại học buổi tối ha, giờ gan là ban đêm là buổi tối. Rồi câu kế tiếp
Back to the pool. 50여 계곡을 여행하면서 작품 활동함. Rồi, back to the pool ha. Sau khi mà cô tốt nghiệp đại học á, thì cô cũng sao? 50여 계곡을 여행하면서 cô đi du lịch khoảng 50 nước ha. À, đồng thời là 작품 활동함 ha. Và cô hoạt động với những cái tác phẩm của mình. Câu kế tiếp. 현재 이탈리아 여행 중이며 내년에 새로운 작품을 가지고 귀국할 듯함. Rồi bây giờ, Hunter hiện tại thì có ra Italia do hình trung y mèo ha. Cổ đen ha, trung y ta. Cổ đen du lịch Ý nè. Và sao? Nè nhân nè. Và năm sau thì sẽ luôn chắc phương mưa khả chí cô. Cổ sẽ có những cái tác phẩm mới. Rồi dường như là khi quốc hành tích thăm, dường như là hình như là sẽ quay về nước, sẽ trở về nước. Bây giờ chúng ta cùng bước sang phần Ilki ha. Trong phần Ilki này nó có hai phần. Chúng ta cùng bắt đầu phần đầu tiên các bạn ha. Chuman Thurama, phim truyền hình cuối tuần. Nó muốn mạnh nát Toramian. Nếu mà không được gặp em. SBO Ohu, Aopsi, 9 giờ tối của đài SBO. Rồi chúng ta cùng bắt đầu ha. Ochui Chakae Soson Kachokun Thurama Ro Mạnh Tin Chuman Thurama. Dạ, đây là cái bộ phim truyền hình cuối tuần mà lấy cái quyển tiểu thuyết khả chốt của tác giả Oh Jung-hee để làm phim truyền hình. Rồi câu kế tiếp. 주변에서 흔히 볼 수 있는 평범한 가족의 일상을 보여줘 시청자들에게 좋은 반응을 얻고 있다. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ngừng câu này là ở 보여줘 ha, tức là viết tắt của 보여줘서. Rồi vậy là cái phim truyền hình này hiện ra nó 보여주다, nó vì nó cho thấy được cái khả chốt cái in sang ha, cuộc sống thường ngày của gia đình. Mà gia đình như thế nào? Phong bông ha ta. Những cái gia đình hết sức là bình thường. Mà chúng ta sao? Chú bên này sao? Hình như bọn suy ít ta ha. Chúng ta có thể thường xuyên thấy ở xung quanh chúng ta. Rồi vì nó cho thấy được cái cuộc sống hàng ngày như vậy á, cho nên là si trong cha đưa đề cái chỗ in bản nâng ngứa ọt quê ta. Cho nên là đang nhận được những cái phản ứng tốt từ si trong ta đến ha, từ người xem, từ khán giả. Kế tiếp, thanh ship ta nô bu bu quá khi ở tinh xa hằng che kịch qua xuân cha xuân nhau đến cả chứ sẽ tệ cả hằng si tệ sẽ ra cảm nhận do ira nên cả chút muốn chỉ cả thứ đó mà e trung sim mi ta. Rồi câu này chúng ta thấy là chủ ngữ của chúng ta là từ khúc đầu ha, cho nên chấm 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 cho đến cả chút muốn che ha, những cái vấn đề gia đình. Thì những cái vấn đề gia đình này, drama ấy, chung simita, chính là cái trọng tâm của bộ phim này. Và các bạn thấy là phía trước nó, ở chỗ khả chốt nguồn chê, phía trước nó là một cái định ngữ ha. Cho nên chúng ta phải quay vào trong cái định ngữ này, chúng ta giải quyết từng cái cụm. Rồi giờ chúng ta thấy nè, thì là những cái vấn đề gia đình này mà nó sao? Idanata, nó xảy ra ha. Xảy ra khi mà sao? Bây giờ chúng ta mới quay lại nè. Xảy ra giữa ai nè? Thứ nhất là Panshipte Nobubu ha, vậy là hai vợ chồng già độ tuổi 80. Kế tiếp là Khư A Tinh Sa Hong Che, thứ hai là bốn cái người con trai ha. Rồi gì nữa? Kriko và Xuân Cha Xuân Nho Đinh Ca Tri ha, cháu trai cháu gái. Vậy là Sete Ga Hanshite, vậy là ba thế hệ ha. Mà sống Hanshite Sarakamensa, sống trong một cái thời đại, cho nên là Iranata, nó thường xuyên xảy ra những cái vấn đề đó. Câu kế tiếp ha. 가족 간에 일어나는 사소한 갈등을 해결하는 과정 속에서 진정한 가족의 의미를 알게 해준다. Rồi chúng ta đi lướt qua những cái từ mới nè các bạn. Rồi mình có cái từ là sasuata ha, những cái chuyện lặt vặt, những cái chuyện nhỏ nhặt, khẳng tưng là mâu thuẫn, hekonata là giải quyết, rồi quá trình là quá trình, chính trong tiếng Hán có nghĩa là chân chính ha, uimi ý nghĩa. Rồi vậy là hết từ mới, chúng ta sẽ ngưng ở chỗ xúc kề so ha. Vậy là khoa trong xúc kề so, trong suốt cái quá trình mạng ra. Hay con giải quyết sa so han khẳng tưng, giải quyết những cái mâu thuẫn nhỏ nhặt. Mà những mâu thuẫn này là nó sao? Idonata, nó xảy ra ha. Nó xuất hiện khả chúc canh đấy, giữa những người trong gia đình. Thì trong suốt quá trình giải quyết như những cái vấn đề đó thì sao? Chính trong han khả chốc ươi mi rít ảnh kê hết chúng ta ha, thì mới cho thấy được là, thì mới giúp cho chúng ta hiểu được là cái ươi mi, cái ý nghĩa chính trong han khả chốc của một gia đình chân chính.
Thì chúng ta có cái từ chính trong, cái âm Hán Việt nghĩa của nó là chân chính ha, nhưng mà mình có thể dịch là thật sự. Chính trong hành khả chốt cái ươi mi đến ảnh cái hết chúng ta ha, thì có nghĩa là làm cho biết được cái ý nghĩa của một gia đình thật sự. Câu kế tiếp, 최근 주목받고 있는 배우 하지욱과 영화에서 주연반응을 얻고 있는 배우 최민희 출연하여 관심을 끌고 있다. Rồi chúng ta cùng đi sơ qua các từ mới ha. Chúng ta có là 최근 gần đây nè, 주목받다 ha, được chú ý. Kế tiếp, 반응 là phản ứng nè ha, 출연 là diễn xuất, 관심 끌다 thu hút được sự quan tâm. Rồi câu này hết từ mới chúng ta sẽ dịch nè ha. Rồi câu này thì chúng ta thứ nhất là chúng ta sẽ ngừng ở 출연 하여, tức là 출연 해서 ha. Vậy là gần đây thì sao? 주목받고 있는 배우 하지욱, thứ nhất là diễn viên Haji-uk, là diễn viên mà gần đây được chú ý tới nè. Và cái thứ hai là dòng khoa hệ so chú ấn ban nâng ọt quỳ nâng bèo Chaemin. Và cái thứ hai là diễn viên Chaemin là người mà đang nhận được những cái phản ứng tốt trong phim điện ảnh. Thì hai cái diễn viên này ra Turan Haya ha, cùng xuất hiện trong bộ phim này, cho nên là khoản xin mơ cân của ta, cho nên là đang thu hút được sự quan tâm. Câu kế tiếp, 또한 모든 배우들의 연기가 뛰어나 드라마의 수준이 높았다는 평가를 받고 있다. Rồi từ mới của chúng ta là 연기 là diễn xuất ha, 뛰어나 tại là xuất sắc, vượt trội, nổi bật, 수준 là tiêu chuẩn. Rồi 높이다 đây là động từ sai khiến các bạn ha, là nâng cao ha. 평가 받다 là được đánh giá. Rồi chúng ta sẽ quay lại chúng ta dịch thì là 또한 với lại ha. 모든 배우들의 연기가 뛰어나, tất cả diễn xuất của các diễn viên đều rất là 뛰어나다, đều rất là xuất sắc, đều rất là vượt trội. Cho nên là 평가를 받고 있다, cho nên là bộ phim này đang được đánh giá là đã nâng cao cái tiêu chuẩn của phim truyền hình, đã nâng cao cái tầm của phim truyền hình. Rồi bây giờ chúng ta cùng bước sang phần thứ hai, 도전 퀴즈. Vậy là trò chơi đố thử thách ha. Câu đố thử thách KPC Ohu giờ tân si 8 giờ tối trên kênh KPC. Rồi chúng ta cùng bắt đầu ha. 다양한 퀴즈 문제를 풀어 최후의 1등에게 5천만 원의 상금을 주는 프로그램. Rồi chúng ta xem qua các cái từ mới đã nha. 최후 là sau cùng hết nè ha, 1등 là hạng nhất, 상금 là tiền thưởng ha. Rồi vậy hết từ mới chúng ta sẽ dịch là, vậy là đây là cái program, đây là cái chương trình ha, mà trao tặng nè, 5천만 원의 상금 ha, trao tặng là tiền thưởng là 50 triệu won cho 최후의 1등, cho cái người hạng nhất sau cùng hết. Mà người này là 다양한 퀴즈 문제를 풀어 ha, 풀어서 mà người này là giải được các câu đố đa dạng. Câu kế tiếp ha, 등록금을 준비하려는 대학생 가족과 여행을 계획하고 있는 주부 부모님에게 효도 여행을 보내드리고 싶다는 직장인 등 6명의 참가자들이 나와 승부를 벌친다. Rồi vậy trước tiên chúng ta cùng đi lướt qua các cái từ mới ha. Thứ nhất mình có là 효도 여행 ha. Chuyến 효도 cái âm nghĩa Hán Việt có nghĩa là hiếu đạo. Rồi bây giờ 효도 여행 tức là đây là cái chuyến đi du lịch mà con cái ha muốn báo hiếu với bố mẹ, cho nên là cho bố mẹ đi cái chuyến du lịch này. Rồi kế tiếp mình có cái từ trực trang in là người đi làm công sở nè ha. Tham gia cha là những người tham gia. Sưng bù đơn phân chita ha, mở ra cuộc tranh thắng bại. Rồi vậy thì câu này chủ ngữ của chúng ta là nằm ở chỗ chấm 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 cho đến tham gia cha trở đi các bạn ha. Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu dịch nè. Vậy thì giả sót nhau nghe chăm ca được đi ha, 6 người ha, có tất cả là 6 người nào qua xuất hiện ha, có 6 người tham gia xuất hiện, xuất hiện rồi sưng bù đơn phân chia ta tranh cái thắng bại. Thì 6 người này là gồm có ai, bây giờ mình mới quay lại mình đi kể. Thứ nhất thường nốt cơm chuẩn bị hà rin thác sen, thứ nhất là một cái bạn sinh viên mà chuẩn bị đóng học phí. Thứ hai là khả chốc qua dõi hành ngân khéo khá quê nên chú bu, một cái bà nội trợ mà bà đang lên kế hoạch là cho chuyến đi lịch cùng với gia đình ha. Và kế tiếp là bu mô ni mê kế khô tô dõi hành ngân bồ nê thư rì cô ship ta nên trực trăng in ha. Và kế tiếp là một cái người đi làm công sở mà người này là muốn cho bố mẹ đi du lịch, tân là vân vân ha.
vân vân. Và sáu cái người này cùng xuất hiện để mà xin Buden Pontida để tranh cái giải thắng bại này. 대부분의 출연자들은 좋은 추억을 만들고 싶어서 출연하게 되었다고 말했지만 은근히 강한 승부욕을 보여 흥미진진하게 진행된다. Rồi chúng ta cùng đi lướt qua các từ mới ha. 출연자 là những người cùng xuất hiện, là những người xuất hiện. Rồi 추억 là kỷ niệm nè. 은근히 âm thầm ha. Rồi 승부욕, 승부욕 là cái lòng ham muốn chiến thắng. Hưng mi chinh chinh ha ta. Hưng mi chinh chinh là khởi rất là thú vị. Chinh hen là tiến hành ha. Rồi vậy là hết từ mới, chúng ta cùng quay lại chúng ta dịch. Thì đối với câu này ha, chủ ngữ chúng ta là thè bu buôn nè chú rôn cha đợi đến ha. Vậy là đa số những cái người mà xuất hiện trong cái cuộc thi này ha, thì rồi chúng ta mới bắt đầu, chúng ta ở phía sau chúng ta có câu dẫn nè. Tuy ấp ta của Marajima, chúng ta ngưng cái đó ha. Mặc dù là họ nói rằng ha, họ nói rằng cái gì, bây giờ mới quay lại nè. Chuyên chuốc cơ mạnh tên của Shippo Shop, bởi vì muốn tạo ra một cái kỷ niệm đẹp, cái kỷ niệm tốt, cho nên là Churonhake Tuesta ha, cho nên là mới xuất hiện ở trong cái chương trình này. Đó, mặc dù họ nói như vậy ha, nhưng mà in kinh thì ha, khẳng hành xưng bu dọc cơ bộ ya, nhưng mà họ lại sao? Bùi tà ha, cho thấy cái lòng ham muốn chiến thắng rất là mạnh mẽ. Mà sao in kinh thì ha, mà một cách âm thầm. Cho nên là hưng mi chinh chinh ha kế chinh hen tuyên tà. Cho nên là cái chương trình này á, nó được tiến hành rất là thú vị. Câu kế tiếp, 출연자들이 놓친 문제는 전화로 시청자들에게 기회를 줘 많은 상품을 주고 있으니 전화로 참여해도 좋을 듯해요. Rồi, coi có từ mới nha. 놓치다 là bỏ lỡ rồi các bạn ha. 시청자 là người xem nè. Khi hoa là cơ hội ha. Rồi vậy là hết từ mới rồi, chúng ta cùng quay lại chúng ta dịch vậy là. 출연자들이 놓친 문제는, chủ ngữ của chúng ta nè ha. Đối với những cái câu mà họ, đối với những cái câu mà những cái người tham gia này mà họ bỏ lỡ đó, 놓치다 đó, thì 전화로 시청자들에게 기회를 줘, họ sẽ trao cái cơ hội này cho cái người xem ha, mà bằng gì? 전화로, qua điện thoại, bằng điện thoại. Cho nên là mà nên sang phần mới chú quay sân Sydney, cho nên chương trình này á là trao tặng nhiều cái sản, rất là nhiều cái sản phẩm. Vì vậy mà trên Naro chăm meo hè tố chủ tiếp theo, cho nên là trên Naro chăm meo hè tố ha, cho nên là dù bạn có tham gia qua điện thoại đi chăng nữa thì chủ tiếp theo dường như cũng sẽ rất là ok, dường như cũng sẽ rất là tốt ha.
Vậy là bài học của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Chúc các bạn mau giỏi tiếng Hàn.